Lời Chúa thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 2023. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay ta. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay thương. Chúa đông ân trên chân con, một dấu đinh chân ta, một dấu đinh chân hương, một dấu cạnh sơn ngươi. Lời Chúa thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 2023. Thưa anh chị em, hôm nay ngày thứ bảy đầu tháng, đầu năm, chúng ta đến với mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót. Dâng lên mẹ chót cả năm nay công ăn việc làm, sức khỏe, việc học hành, mọi dự án dự tính của cá nhân, của gia đình cũng như của cộng đoàn. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban mọi ơn lành xuống cho chúng ta. Xin mẹ cho mỗi người luôn luôn tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Đức Giêsu con mẹ. Xin mẹ cho mỗi người luôn đáp tiếng xin vâng trong cuộc đời của mình. Dẫu có như thế nào, vẫn luôn đáp tiếng xin vâng. Dâng lên mẹ tất cả những bạn trẻ, mỗi thứ bảy ta vẫn nhớ cầu nguyện cho các bạn trẻ. Những bạn trẻ ngày hôm nay mất phương hướng, những bạn trẻ ngày hôm nay không có lý tưởng sống, đang lao vào một cuộc sống đua đòi, cuộc sống duy vật chất, cuộc sống chỉ có tìm những cái hào nhoáng bên ngoài mà đánh mất phần tâm linh. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho các người trẻ tìm ra được hướng đi của mình, mà hướng đi đích thật nhất là lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa ngày 7 tháng 1. Bài đọc 1 trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 5 câu 14 đến câu 21. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa đó là Người nhận lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì hợp ý Người. Nếu chúng ta biết rằng Người nhận mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin. Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy. Mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa đến cái chết. Chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra, người đó không phạm tội. Nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được. Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của ác thần. Chúng ta biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của Người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Hỡi anh em, là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Chúa mến chuộng dân người. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiền trí. Mừng thanh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.
Kẻ hiu chung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phú phục mà cất tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa, đó là niềm vinh dự cho kẻ trung hiếu với người. Hallelujah, hallelujah. Vị ngôn sư vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 2, câu 1 đến câu 11. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi, giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đang ngà ngà mới đãi rượu soảng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, ngày đầu năm, suốt một tuần lễ, chúng ta đã tận hưởng những giây phút của những ngày đầu năm mới, tràn đầy niềm vui, tràn đầy bình an, niềm hy vọng. Ai cũng mơ ước, cũng mong ước rằng sang năm mới đây, chúng tôi, mỗi người sẽ được bình an, sẽ được mạnh khỏe, sẽ được, có những người nói, cha cầu cho con không xin gì hết. Bảo không xin gì à? Bảo vâng, con cha xin gì, con xin mỗi thứ rồi. Bảo xin gì? Dạ con xin được mọi sự như ý. Ôi trời ơi, xin mọi sự như ý thì còn hết ý rồi còn gì nữa. Thưa anh chị em, có những người khấn cứ khấn như ý. Thử hỏi, ý của mình với ý Chúa có hợp không? Vấn đề nó nằm ở chỗ đó, nó khó. Khó là, vậy thì cái ý của tôi đây có phải là ý của Chúa hay không? Và tôi xin những điều mà như ý tôi. Vậy thì, những điều như ý tôi có phải là những điều như ý Chúa hay không? Khó thưa anh chị em. Có khi những điều như ý tôi hợp với ý Chúa, có khi những điều như ý Chúa không hợp ý tôi. Mà Chúa ban thì Chúa ban cái gì? Anh em thân mến, Thánh Gioan Tông Đồ trong bài đọc 1 ngày 7 tháng 1 nói với chúng ta rằng: anh em thân mến, lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa, mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa, một Thiên Chúa đầy quyền năng làm cho người ta sợ hãi, đứng trước một vị thần tối cao, một đấng uy linh sấm sét ầm ầm thì người ta suy sụp bái lại và không dám ngước mắt nhìn. Người ta đến người ta run rẩy, người ta hãi hùng. Một Thiên Chúa đầy quyền năng sẽ khiến cho người ta như thế, nhưng một Thiên Chúa đầy quyền năng ấy lại giàu lòng thương xót, cho nên chúng ta mạnh dạn đến trước mặt Thiên Chúa. Ngày xưa các ông vua coi như là chúa, người dân không dám ngước mắt nhìn, nhìn là coi như phạm thượng, phạm tội khi quân, có khi bị chém đầu. Cho nên chúng ta thấy những người mà đến gặp vua đó, luôn họ đi ngược
bảo sao cái ông này hỗn thế, nó lại quay lưng vào phía nhà vua, nó đi như thế nào? Không phải đâu thưa cha. Hoặc vì họ, anh chị có thấy không, bái vua nhưng mà lại cúi đầu xuống phía trước chứ không dám cúi mặt xuống trước mặt vua. Vì như vậy mình nhìn thấy mặt vua, mà nhìn thấy mặt vua là tội phạm thượng, tội khi quân. Cho nên họ cứ phải cúi xuống mà lưng quay về phía nhà vua, không dám nhìn mặt, không nhấc mắt nhìn. Và khi nhà vua đi ngang qua cũng vậy, tất cả phải quay lưng ra hết, cúi xuống mà quay lưng ra, chứ không phải là cúi xuống một cúi đầu như vậy thế này. Khủng khiếp như thế đấy. Có ai dám mạnh dạn đến trước mặt vua không? Không. Ngay cả bây giờ anh chị em mà đến trước mặt những người mà có quyền lực ở trên thế giới này khi cũng run rẩy chứ đừng có nói, phải không ạ? Vậy mà chúng ta mạnh dạn đến trước mặt Thiên Chúa. Cứ suy nghĩ như vậy đi thì anh chị em thấy rằng là Chúa thương chúng ta biết là chừng nào. Lòng thương xót của Chúa, Chúa nói 3 giờ chiều các con hãy chạy đến với lòng thương xót của ta. Đó là giờ lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Lòng thương xót vinh thắng phép công bằng, để chúng ta có thể mạnh dạn đến trước mặt Chúa. Vì một đấng giàu lòng thương xót, nỡ nào mà Ngài đánh phạt ta, nỡ nào mà người ta lại bị tội khi quân khi đến trước mặt Chúa. Không. Lúc đó mình mới thấy rằng là chúng ta có một Thiên Chúa gần gũi với ta mỗi khi ta kêu cầu. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót như thế. Và mới cảm thấy rằng mình là người hạnh phúc vô cùng, vì mình ở trong hội thánh, ở trong đạo Công giáo, một đạo là tình thương. Thiên Chúa là tình yêu, là tình thương, là lòng thương xót. Và mình có thể mạnh dạn đến với Thiên Chúa mà không sợ hãi. Dù mình là người tội lỗi thế nào đi chăng nữa, dù là mình bất xứng, dù là mình bất toàn, dù là mình người hèn hạ thế nào đi chăng nữa, trước mặt Thiên Chúa, vua, quan, tướng, sĩ, dân đều như nhau hết. Không phải là ông làm vua dưới trần gian này, ông đi trước mặt Chúa mà cũng có thể nghênh ngang. Ta đây là vua, là hoàng đế, là chủ tịch, là tổng thống. Không. Một người thứ dân, một người hèn hạ, cả tội lỗi nhất đến trước mặt Chúa cũng được đối xử như nhau, vẫn tràn đầy lòng thương xót. Một người giàu nứt vách đổ tường và một người nghèo rất mùng tơi đến trước mặt Chúa cũng như nhau, Chúa cũng thương như nhau. Chỉ có người có đón nhận lòng thương xót của Chúa hay không. Những người giàu có thì họ cảm thấy họ không cần, thì họ nghĩ rằng họ có rồi. Còn những người mà nghèo khổ như chúng ta đây, chạy đến thiếu thốn mọi sự, cả vật chất lẫn tinh thần, tất cả những gì Chúa con có được là do Chúa ban chứ không phải của con. Con chẳng có công lên gì cả. Thì Chúa ban ơn. Còn những người mà đến trước mặt Chúa mà họ cảm thấy họ là người có quyền, họ là người có tiền, họ là người có chức danh địa vị này, họ phán một lời là mọi người răm rắp làm theo, đầy uy quyền. Đến trước mặt Chúa họ cũng tưởng họ vẫn còn ngon, họ cũng vinh vang. Chúa lật đổ những người quyền cao, chức trọng, nâng những người hèn mọn lên trong lời kinh Magnificat. Kẻ giàu có Chúa cho trở về tay không. Đối với Thiên Chúa, đừng có ai nghĩ rằng mình quyền cao, chức trọng, đừng ai nghĩ rằng mình không cần Thiên Chúa thế này thế khác. Lúc nào cũng phủ nhận ơn Chúa, lúc nào cũng phủ nhận quyền năng của Chúa. Cái gì cũng phải do mình, do mình, do mình. Mình có khi là vô thần, vì mình cứ nghĩ rằng là Chúa ở đó, còn con làm chuyện của con, nỗ lực của con, cố gắng của con, sức của con được rồi, Chúa cứ ngồi đó đi. Rồi lâu đến dâng lễ, rồi đến cầu nguyện Chúa tí cho nó vui. Được không? Được không? Vì người ta sống như thế đấy. Ta tưởng là người ta đầy đủ hết rồi, ta quyền cao chức trọng rồi, phủ nhận những ơn lành Chúa, phủ nhận thời này làm gì có phép lạ. Nhưng mà mình quên rằng là tất cả là hồng ân Chúa ban. Lý do mà khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa đó là người nhận lời chúng ta, nghe vậy thì phấn khởi. Nghe vậy thì phấn khởi. Người nhận lời chúng ta, khi chúng ta xin lại phấn khởi nữa. Nhưng mà điều gì hợp ý người? Vì thế khi ta cầu nguyện vẫn, nếu điều này đẹp lòng Chúa, xin Chúa thương chữa lành cho con. Ví bằng
mà chúng muốn con chịu đựng căn bệnh này thì xin cho con được sức mạnh, được can đảm để đón nhận căn bệnh này. Và như thế khi mình chấp nhận căn bệnh này với tất cả niềm tín thác, cái công lên, cái công phúc nó lớn hơn nhiều. Và cái ơn đó còn lớn hơn ơn là mình được chữa lành bệnh nữa. Cho nên những người đến xin tôi cầu nguyện, tôi luôn luôn nhắc cái điều đó. Là anh chị em đừng nghĩ là cứ đến là phải xin được như ý của mình. Quên rằng là người nhận lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì hợp ý người. Để nó bệnh này nó không đi nhậu, không bệnh nó đi nhậu nữa. Thôi cứ để nó bệnh đi cho nó hết nhậu, được không? Để nó rau chân này chứ nó ở nhà với vợ con, còn gần gũi với vợ con. Vừa mới khỏi chân cái là một phát nhảy sang cà phê ôm liền, một phát đi chơi liền, bỏ vợ con ở nhà. Thôi cứ để cho nó như vậy. Người vợ cầu xin cha cho chồng con được khỏi, hợp ý Chúa là chồng chị cứ bệnh như vậy để ở nhà với vợ con được không? Có cha có cách nào mà chồng con khỏi chân mà vẫn ở với con được không? Cái đó thì khó rồi nha. Hiểu không? Tại vì con người ta mà khi mà mình được đó, được mọi sự như ý mình ấy, mình không cần Chúa nữa. Nếu mà chồng chị khỏi, chồng chị ở với chị cần Chúa nữa không? Lại lắc đầu. Chúng ta thấy không ạ? Đấy, chỉ khi nào mà một là chồng nó đau thì nó chạy đến với Chúa, hai là chồng nó đi chơi nó chạy đến với Chúa. Còn mà chồng nó ở nhà với nó, chồng nó không đi chơi, hai đứa hạnh phúc với nhau, thôi quên mất Chúa. Thế nên không được đi Chúa nữa. Vì thế mà anh chị em mình xin, cầu khấn, cứ khấn, cho nó cứ viết ra đi. Nhưng mà tôi luôn đặt tất cả trong lòng thương xót của Chúa, để nếu đẹp lòng Chúa, nếu hợp ý Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con cầu xin. Nếu mà điều chúng con xin mà không hợp với ý Chúa thì xin cho chúng con nhìn vào gương mẹ Maria mà đáp tiếng xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Tập như mẹ Maria. Tập như mẹ Maria. Trong mỗi lời kinh, lời nguyện, lời xin, lời khấn của mình, luôn cho chúng con biết đáp tiếng xin vâng. Dù rằng cái điều con xin được hay không được, vẫn cứ xin vâng. Anh chị em thấy trong cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót đó, có bài hát con vâng theo mẹ đó, của Vũ Đình Ân viết về lời xin vâng. Tôi hát tôi thấy cũng thú vị ở cái chỗ là mẹ theo Chúa, mẹ nói xin vâng, con theo mẹ, con cũng xin vâng. Đây, trang 89. Kinh nguyện lòng thương xót Chúa, xin vâng theo mẹ. Mẹ theo Chúa, mẹ đã xin vâng. Con theo mẹ, con cũng xin vâng. Suốt một đời mẹ đã xin vâng. Suốt một đời con cũng xin vâng. Xin vâng, lúc thành công hay lúc thất bại, lúc chuyện vui hay lúc chuyện buồn, trọn đời con luôn mãi xin vâng. Xin vâng, lúc thanh nhàn hay lúc nguy nan, trọn đời con luôn vững tin theo mẹ. Xin vâng, xin vâng. Mẹ theo Chúa từng bước xa xưa, con theo mẹ khi nắng hay mưa. Suốt một đời mẹ sống tin yêu, suốt một đời con sống tin yêu. Xin vâng,
lúc thành công hay lúc thất bại, lúc chuyện vui hay lúc chuyện buồn, trọn đời con luôn mãi xin vâng. Xin vâng, lúc thanh nhàn hay lúc nguy nan, trọn đời con luôn vững tin theo mẹ. Xin vâng, xin vâng. Nếu chúng ta biết rằng người nhận mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin người. Nếu chúng ta biết rằng người nhận mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin người. Cho nên xin cầu khấn, cứ thưa, cứ nói với Chúa, với chọn niềm tin tưởng phó thác. Lạy Chúa, đó là nhu cầu của chúng con, đó là những điều mà chúng con thấy là cần, đó là những điều mà chúng con muốn. Nhưng đẹp lòng Chúa thì Chúa ban ơn, mà nếu không đẹp lòng Chúa thì xin cho chúng con biết đáp tiếng xin vâng, như mẹ Maria. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê, bài tin mừng Thánh Gioan ngày hôm nay chúng ta nghe. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Mẹ chỉ trình bày một cái nhu cầu của con người: họ hết rượu rồi. Thưa với Chúa Giêsu cái nhu cầu đó, rồi để cho Chúa hoàn toàn quyết định thực hiện gì mà Chúa muốn, những gì mà hợp ý Chúa. Chứ mẹ không có làm mẹ đó nha. Giống như là chúng ta đến xin cái ông chủ tịch mà ông không đồng ý, thì nói với mẹ của ông chủ tịch, nhờ mẹ ông nói cho một tiếng: con phải giúp nó đây nha, thế này thế kia, nó là thế này thế kia. Ông chủ tịch phải nể mẹ mà nhận lời. Còn đây mẹ không có ỷ mình là mẹ Thiên Chúa để bắt Chúa phải làm những gì mẹ muốn, nhưng mà mẹ chỉ trình bày cái nhu cầu không phải của mẹ mà là của người khác. Mà thực sự ra thì họ cũng đâu có nói gì với mẹ, họ đâu có nài nỉ mẹ là nói với Chúa Giêsu đâu, họ cũng đâu có nhận biết Chúa là đấng để quyền năng đâu. Họ chưa khởi đầu sứ vụ mà. Đây là phép lạ đầu tiên, đây là Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Những dấu lạ, những phép lạ để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa, chứ không có vinh quang mẹ hay vinh quang bất cứ ai. Nhưng mà mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Vai trò của mẹ, vai trò của các thánh là cầu thay nguyện giúp, là cầu bầu, là truyền cầu. Chúng ta vẫn nói nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mình luôn luôn là trong mỗi lời cầu là khấn mình xin Đức Mẹ truyền cầu. Và Đức Mẹ truyền cầu rồi thì để mọi sự như ý Chúa muốn. Họ hết rượu rồi. Một cái sự quan tâm tế nhị. Nếu mà không có sự quan tâm, chẳng biết nhu cầu của họ là gì, chẳng biết khó khăn của họ là gì. Và đó là lòng thương xót đấy. Đức Maria trong kinh cầu Đức Bà được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thêm vào những tước hiệu. Và một trong những tước hiệu đó là Đức Mẹ, là mẹ lòng thương xót cầu cho chúng con. Mẹ lòng thương xót vì mẹ biết quan tâm đến nhu cầu của người khác, quan tâm đến người khác, và vì quan tâm đến người khác nên mới thấy những khó khăn, mới thấy nhu cầu, những thấy những gì mà họ cần trong cuộc sống của mình. Thưa anh chị em, ngày hôm nay người ta ít quan tâm đến nhu cầu người khác mà lúc nào cũng chỉ lấy mình làm trung tâm. Trước giờ chia sẻ, một em nói với tôi than: thưa cha, cha nghĩ sao một đám cưới mà 200 tỷ tiêu thế nào cho hết đây? Khách mời biết bao nhiêu, rồi ăn uống biết bao nhiêu, rồi trang trí biết bao nhiêu. Nếu mà họ biết quan tâm đến người khác, quan tâm đến những người nghèo sống chung quanh họ, thì một đám cưới 20 tỷ đã là kinh lắm rồi. Mà
bình thường là 2 tỷ là ngon rồi. Làm gì mà tới cả 200 tỷ mà lấy cái số còn lại đó mà giúp cho biết bao nhiêu người nghèo. Nhất là trong cái dịp Noel rồi dịp Tết Tây rồi Tết ta sắp đến đây. Bao nhiêu người nghèo. Năm nay tôi nhận được quá nhiều thư. Các sơ, các cha, cha ơi, gần Noel rồi, rồi gần Tết rồi, nhất là Tết dân tộc. Cha có gì không giúp cho bà con nghèo, những người khuyết tật đi, những người dân tộc ở đây, những người vùng sâu xa đi, họ nghèo quá, không có gì ăn Tết. Nhận được những lá thư ấy mà thấy xót xa, vì mình không thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu của họ. Tôi cũng chỉ nói với Chúa Giêsu lòng thương xót như mẹ Maria nói với Chúa, họ hết gạo rồi, chứ không phải hết rượu rồi. Ngày hôm nay chẳng có bao giờ mẹ nói là họ hết rượu rồi đâu. Vì Việt Nam mình là một trong những nước tiêu thụ bia rượu nhiều nhất thế giới. Chỗ nào cũng nhậu, chỗ nào cũng bia, chỗ nào cũng rượu. Chỗ lúc nào cũng uống, cái gì cũng uống, sáng trưa chiều tối, tiệc nào cũng phải có bia, có rượu. Tôi đi dự tiệc, mỗi cái điều người ta cảm thấy tôi hơi khắc thường. Tôi là chả bao giờ đụng đến bia, đến rượu cả. Cha ơi, phải là rượu ngoại này cha, này là rượu, rượu hào hạng này cha, này là rượu tới 5 triệu một chai này cha, xin cảm ơn cho tôi ly trà nóng. Phải nhắm một tí cho nó vui chứ, với anh em chứ, các cha uống hết từ cha này cũng uống. Rồi xin cảm ơn, tôi bị dị ứng với bia với rượu, tôi cũng uống. Mời mấy thì mời nẻ, mấy nẻ cũng ly trà nóng, không có thì ly nước lã, không lạnh, nước nguội. Thì nếu mà ngày hôm nay người ta biết quan tâm đến nhu cầu của người khác, các em nó bảo tội nghiệp lắm cha ơi. Như vùng sâu vùng xa, sáng ngày mới có anh đến xin 100 cái máy với 2 thùng sách là 160. Nói con đi xuống làng chài, họ tội lắm, những người dân mà sống ở trên những cái bè đó, gọi là cái làng chài, sống trên sông nước, lấy mây nước làm nhà thôi, mà có nước làm cái nền nhà, sống trên cái làng bè, làng chài, chẳng có phương tiện gì hết. Cho nên là đưa sách đến cho họ đọc kinh, đưa máy đến cho họ nghe, họ vui lắm, họ thích lắm. Vì không có phương tiện nào khác, làm gì mà có mạng, có miếc gì nữa đâu, không có. Mà bây giờ với cái số 200 tỷ ấy, giúp cho được biết bao nhiêu gia đình có được niềm vui ngày xuân. Và như thế thì họ có nhớ đến cái đám cưới ấy hơn nhiều. Mà mỗi lần nhớ đến thì họ cầu nguyện, họ mừng cho đám cưới ấy. Còn bây giờ mỗi lần nhắc đến đám cưới 200 tỷ là ai cũng lắc đầu ngao ngán. Không ai khen, chẳng ai nể nang gì hết. Và người ta bảo không biết rằng rồi có được hạnh phúc hay không. Khi mà đặt nền tảng hạnh phúc trên đồng tiền, tiền nhiều hạnh phúc nhiều, tiền ít hạnh phúc ít, hết tiền hết hạnh phúc à? Làm gì có. Tiền đâu đưa lại hạnh phúc đâu. Có tiền có thể đưa lại sự đầy đủ, không thiếu thốn, nhưng mà không mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc là thấy được người khác hạnh phúc, đó mới là hạnh phúc đích thật. Vậy thì khi mà chúng tôi đi trao những món quà đấy cho những người nghèo dịp Tết sắp đến đây, còn có mấy ngày nữa, tuần nữa, 14 tháng 1 là Tết rồi, tuần lễ nữa, 12, 14, 12 gì đó, còn tuần 2 tuần lễ nữa, đang cố gắng tìm mọi cách để làm sao có những món quà xuân cho người nghèo. Trong khi đó, một em khác là đứa cha, mới có chủ quán hay vợ chồng, chồng đeo 40kg vàng trên người, vàng đeo đầy người từ chân đến tay, đầy mình 40kg vàng. Anh nghĩ thì coi, anh vác cái bao gạo 40kg trên người, anh chịu nổi không? Đứng được lâu không? Về mà sườn xích, làm thế nào mà nó 40kg được, thì nó cứ làm hết cái di chuyển, nó cứ to bằng cái xích ấy, quấn đầy người đó. Tôi nói xin lỗi, chỉ có chó mới xích, thế còn người làm gì có xích. Vậy thì tự anh vì anh giàu có anh biến thành chó à? Để cho người ta xích à? Vợ thì 20kg vàng, cũng vậy, đầy cổ, dây chuyền vòng vàng, xúc xắc đeo hết. Thì chỉ có làm những dây xích thì nó mới to được, mới đeo được thôi, chứ làm gì mà hết được 20kg. 20kg vàng, chồng 40kg vàng, nghĩa là 60kg. Đi đến đâu nhúc nha, nhúc nhích, nhúc nha, nhúc nhích. Trời ơi, trở thành nô lệ cho chính cái sừng, trở thành nô lệ và tự mình sừng xích mình lại.
Mà nếu biết quan tâm đến người khác như mẹ Maria thì chắc chắn của người ta sẽ sống thanh thản, nhẹ nhàng và thanh thoát, không để 40kg nó đè trên người hoặc 60kg nó xiềng xích mình lại, cũng không để 200 tỷ nó làm cho của mình trở thành một cuộc sống lúc nào cũng lo lắng. Cái một thằng nó cười nó nói: con mà chặt cái tay không là đủ sống suốt đời rồi, chặt cái tay không. Thằng kia nó bảo: ôi giời, con lấy nguyên cái bao con chùm lên là vác nó đi là được 60kg vàng xuống chết rồi, còn tội gì phải cứ chùm lại luôn đi. Vậy thì sống trong phập phồng lo sợ để làm cái gì? Và khi mẹ Maria đặt mọi sự như ý của Chúa, ta mới nghe câu trả lời của Chúa: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi, giờ của tôi chưa đến. Khi chúng ta cầu nguyện, đôi khi Chúa trả lời với chúng ta một câu như vậy đấy. Như là cái người mà phụ nữ đến xin Chúa đó, Chúa nói không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy nói đôi khi chó nó cũng có thể ăn những mảnh vụn rơi xuống từ bàn chủ rớt xuống mà. Thì khi mình cầu nguyện đôi khi thấy Chúa lạnh lùng, Chúa im lặng. Như ngày hôm nay câu trả lời của Chúa với mẹ Maria: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi. Không phải là câu nói vô cảm đâu. Không phải là câu nói vô cảm đâu. Mà là một lời thách đố cho lòng tín thác đấy. Đức Maria cũng bị thách đố cho lòng tín thác. Từ khi mẹ đáp tiếng xin vâng thì tiên tri Simeon ẵm lấy đứa trẻ và nói rằng là một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn của bà. Đứa trẻ này sẽ nên cớ cho nhiều người vấp phạm. Nhiều người đứng dậy và nhiều người vấp phạm. Phần bà một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn của bà, để tâm tư của nhiều người được lộ ra. Thì Đức Maria cũng phải trải qua những giây phút như là đứng dưới chân thập giá ôm lấy xác con của mình. Đâu? Con Thiên Chúa đâu? Mẹ Thiên Chúa mà như vậy à? Con Thiên Chúa mà chết ô nhục như thế này à? Đâu phải là mẹ nói xin vâng, xin vâng. Mình hát thì nghe ngon lắm phải không? Mày dạy con hai tiếng xin vâng. Thế dạy mày rồi mà mày gặp chuyện mày cứ nhăn mặt, mày cứ nhăn nhó, mày cứ kêu ca chứ mày bảo tao không dạy đâu, mà cứ nói tao không dạy, cứ xin vâng dạy mãi. Dạy mà có nghe đâu, nghe được có làm đâu, làm mà có vui đâu. Vậy thì lấy đâu mà có phúc? Tôi thấy rõ bản thân mình. Nhiều khi mình thấy những điều mình xin hợp lý đấy chứ. Tôi xin có ốc đảo lòng thương xót Chúa mà. Tôi xin được loan truyền lòng thương xót Chúa mà. Nhưng mà theo cách của mình, không phải cách của Chúa. Chúa có cách khác, mà cách của Chúa tuyệt vời hơn nhiều, mình không nhận ra. Thôi thì cứ để Chúa làm như thế nào thì làm. Thôi, người bảo gì thì cứ làm theo và lôi thôi gì hết. Xong. Mẹ không thắc mắc. Người bảo gì thì cứ làm theo. Chúa nói gì thì cứ làm theo ý Chúa đi. Rồi thì kết quả, chuyện của Chúa không phải chuyện của mình. Chúa bảo làm thì làm. Chúa bảo đi loan truyền thì đi loan truyền. Chúa bảo đi phát máy thì đi phát máy. Chúa bảo ở nhà thì ở nhà. Chúa bảo đi làm bác gái thì đi làm bác gái. Người bảo gì cứ làm theo. Người bảo gì cứ làm theo. Người bảo gì cứ làm theo. Cứ làm theo. Người bảo gì. À, chứ đừng có cứ làm theo. Chúa bảo gì thì bảo kệ con, còn con cứ làm theo ý con thua. Rồi sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện bất an. Còn người bảo gì cứ làm theo. Cứ làm theo. Người bảo gì. À, cứ xoay hai chữ đó, chúng ta sẽ thấy được bình an. Chúc anh chị em bước sang năm mới tìm được sự bình an khi mình bắt chước mẹ Maria luôn đáp tiếng xin vâng. Và câu chuyện kế tiếp ta thấy là Chúa ban hơn những gì Đức Mẹ và người ta mong ước, là ai cũng thết rượu ngon trước khi khách ngà ngà mới rượu xoàng hơn, còn anh lại giữ rượu ngon cho mãi đến giờ này. Mãi đến giờ này mới đưa rượu ngon ra, có nghĩa là hơn cả những gì người ta mơ ước. Người ta chỉ mơ ước có rượu thôi, còn đi rượu ngon hơn. Xin Chúa cho rượu lòng thương xót của chúng ta mỗi ngày mỗi ngon hơn, mỗi thắm hơn, mỗi nồng hơn, để người ta đến với ta, ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh.
Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Mời anh chị em mở bài hát Mùa Đông Năm Ấy của nhạc sĩ Hoài Đức. Chúng ta hát câu 3. Hướng về mẹ Maria trong ngày thứ bảy đầu tháng đầu năm. Cùng với mẹ Maria quỳ đây ngắm Chúa. Cùng với Giuse quỳ đây ngắm Chúa. Để xin Chúa cho mỗi người biết nhận ra ý Chúa và làm theo thánh ý Chúa. Để có được sự bình an với niềm tín thác. Mùa đông năm ấy quên lắng lo ưu phiền. Mẹ Maria âu yếm cùng kính nhìn. Nhìn con mới sinh dâng tâm lòng kính mến. Tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần ai. Con hợp với Maria quỳ đây ngắm Chúa. Con hợp với Giuse quỳ đây ngắm Chúa. Mừng sinh nhật Chúa ngôi hai, mừng sinh nhật Đấng Thiên Thai, sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em mùa Giáng sinh vui tươi và năm mới bình an. Tạ ơn Chúa. Trong tim con một dấu son tươi đỏ, Chúa đóng ân trong tim con một dấu son yêu mến, Chúa đóng ân trên thân con tình Chúa luôn êm dịu, tình Chúa luôn cao quý, tình Chúa thật tuyệt vời. Năm dấu đinh